Em thích bếp ăn của chị lắm, hôm nào về ghé nha, có dịp đi Tây Ninh xin lộc may mắn nha chị. À không, trước em mới đi nè, trước em mới lên Tết với lên với con trai với gia đình nè, đông quá trời đông luôn, mà hôm đó vừa ngay cái đợt thả đèn qua đăng, thả đèn qua đăng cầu Bình An á, ngay thứ bảy hay sao á, vui lắm. Dạ em cảm ơn. Uống bót đấy đâu rồi? Không, hiện tại như không có nhận thêm người làm. Mấy anh chị nói nãy giờ dùng vị đào, có cái gì đó mấy anh chị nhắn tin cho tổng đài đi, bên em sẽ hướng dẫn. Sang năm cho tôi xin chạy xe với. Dạ hiện tại là đủ rồi, không có nhận thêm á mọi người. Không hỏi gì hết mà hết kem rồi chuẩn bị mua tiếp. Không con ơi, 2004 không dùng được. Cảm ơn chị Kim Nguyên nha. Định mua xe gì hả? Không biết, có thể là không mua luôn. Mình có xe đi được, xe gì cũng được mọi người, có xe đi là vui rồi. Sao rồi, lên tiếng đi em, là lên tiếng cái gì cho? Quá trời bình luận rồi, trôi rồi, không biết thế nào là đọc được hết. Review hồ cá đi hả? À? Hồ cá quay hoài á. Đi mẹ Nam Hải, ghé quán ăn không đồng được không Như? Dạ được nha chị. Chị cứ ghé thoải mái, nhưng mà chị ghé là từ 11 giờ là bên em sẽ bắt đầu đãi ăn. Đó, chị ghé từ 11 giờ 10 giờ 45 đến 11 giờ là bếp sẽ bắt đầu đãi ăn. Và chị ghé thì chị lưu ý là từ thứ hai tới thứ bảy. Còn chủ nhật là bên em không có mở cửa. Ai đến cũng được, chị em mình đến ăn cho biết, ăn để trải nghiệm cũng được, em cũng chào đón hết chứ không phải người khó khăn mới được vô ăn nha. Bếp của em là dành cho tất cả mọi người, người nào muốn ăn chay, người nào muốn ăn thử, người nào muốn đi thập phương ghé là mọi người đều được hết nha. Em không có phân biệt, giờ vô bếp em mà có đeo vàng đỏ tay em cũng hoan hỷ một dĩa cơm cho bà con cô bác nhà mình nha. Người lành lặn, người khuyết tật gì không có phân biệt một ai hết, một dĩa cơm nó không tới đâu. Cho nên là em luôn luôn là sẵn sàng chào đón tất cả mọi người. Nhiều người á, xuống xe 16 chỗ hai mấy chỗ vô ngại, em kêu vô em nói không có gì hết, vô đây ăn một dĩa cơm cho có phước, không có gì hết nha, thoải mái. Bếp là luôn chào đón tất cả mọi người, có tốn tiền không chị? Không tốn, dù chỉ 1.000 nha, không có tốn gì hết mà cũng không có nhận cho tiền lại nha. Em lưu ý là có nhiều anh nhiều chị á, là mình đến ăn xong cái mình ngại á, cái mình hay để tiền lại á, là thật sự những cái tiền đó là bên em không có nhận được. Nếu như mấy anh chị buồn thì bên em chịu, tại vì bên em không nhận quyên góp, không nhận tiền, hiện tại cũng không nhận nhu yếu phẩm và không nhận gạo luôn. Tại vì bếp em vẫn còn có thể duy trì và em vẫn có thể mua những cái thứ đó được. Em luôn luôn nói là những anh chị nào tặng quà cho bếp, bếp rất cảm ơn phước của mấy anh chị rất là nhiều. Nhưng mà mấy anh chị hãy dùng cái đó cho những cái người khó khăn hơn ở chùa, ở hoàn cảnh khó khăn ngoài cuộc sống. Em sẵn sàng chia sẻ cái đó đến mọi người. Đó. Cho nên đó là nhiều khi mấy anh chị để tiền lại đó là em không có nhận được, rồi nhiều khi mấy anh chị đem gạo lại đó, em cũng không dám nhận luôn. Đó là vậy chứ không phải là em chảnh, chứ không phải là em chảnh và chứ cũng không phải là em khi dễ gì hết, nhưng mà em muốn chia sẻ những cái đó cho những cái người người ta cần hơn.
Đó, bếp ăn của em thì nó vẫn đủ và mọi người vẫn nấu được suất ăn rất là tốt, cho nên là em muốn là thí dụ cho em thì trích ra phần đó cho cô chú nó khó khăn hơn. Dạ chào Thái Trần nha. Cảm ơn em. Dạ. À em bót đi qua phòng rồi con. Mình mở bếp ăn gần 2 năm rồi đó, thấy vậy chứ gần 2 năm rồi đó. Chị nói sơ về căn bệnh của chị và cách phục hồi kỳ diệu đi ạ. Cái bệnh lệch mặt của Như hả? Cái bệnh lệch mặt thì mọi người cứ bị á, mọi người cứ vào những cái bệnh viện, mọi người hỏi là khoa y học cổ truyền nó nằm ở đâu? Y học cổ truyền Đông y nó nằm ở đâu? Xong cái mọi người vào đó, mọi người cho người ta khám, và đặc biệt cái bệnh này phải tập vật lý trị liệu, không tập không hết. Tập là 1 tháng hết rồi. Đó. Gán vô tập châm cứu tập cơ cho nó hoạt động trở lại, như như cũng khó khăn lắm mới hết đó chứ. Chị ơi chị đọc comment của em đi chị, em vui quá được gặp chị. Dạ rồi Lê Thị Nhí thì bếp ở ngay thành phố Bạc Liêu luôn, quán của chị ai ăn cũng quán của chị ai cũng vô ăn được hay sao, hay chỉ là người nghèo ai vô cũng được em? Không, bên Thái đông quá không chào hỏi được. Dạ ai vô cũng được mọi người, không có, trời ơi mọi người, cái này chỉ là một phần ăn thôi mà, em không có quan trọng đâu, mọi người vô em vui nữa đó. Mình vô mình ăn coi biết ngon dở, xong rồi mình về mình giới thiệu cho mấy cô chú khó khăn chưa biết ta lại ta ăn, cũng là cái phước, không có gì mà ngại hết trơn. Bếp em giờ nó giống như là một cái nơi chữa lành á, mọi người biết không? Ai mà đang buồn buồn, đang bị bi kịch trong cuộc sống, đang bế tắc hay đang khó khăn ha, thấy cuộc đời này sao đó bất công với mình quá, thấy cuộc đời này sao mà mình khổ quá, mình khó khăn quá, thử đi, thử một lần vô ngồi bếp của em 1 ngày thôi là thấy tự nhiên cơ thể mình được chữa lành liền, nó yêu thương, nó san sẻ, mà nó thấy nó đáng sống như lắm, thiệt. Ai mà đang tiêu cực vô bếp em ngày thấy tích cực liền luôn, nó vui dữ lắm mọi người, tình người trong đó là nó đầy luôn, đầy ắp luôn, rất là vui đó. Cho nên là em hay nói là tại sao em duy trì bếp ăn, tại vì cái nơi đó là nơi chữa lành cho em đó. Đôi khi em áp lực cuộc sống quá, em qua em ngồi ngồi em chơi với mọi người là em không có biết buồn đó. Cảm ơn Yến Sương nha, em mà có tiền đi chị một lần ăn cho nó đã luôn. Cảm ơn anh. Trời ơi mà bếp của em nha, mấy anh là ăn mạnh lắm luôn á, 1 người 3 dĩa 4 dĩa không đó, ăn ăn xong rồi còn đem phần đem về nữa đó. Có nhiều cô nhiều chú nuôi mẹ nuôi con trong bệnh viện là ngày nào cũng tới lấy, những cô chú đó thì em không ép ăn tại chỗ, tại vì còn phải về chăm người thân, rồi cái group cái chỗ mà cho sinh viên đó, cho sinh viên nó lại nó ăn đó, là hiện tại cái nhóm đó là 100 người, là mỗi ngày là mấy giờ nó tới là nó sẽ nhắn vô group, em là em bắt 4 cái bàn riêng ở sau bếp luôn, là cho ra ngoài ăn một mình luôn, ngồi đó ăn luôn giống như là căng tin của trường vậy đó. Đó là thí dụ như bữa đó nói là em đi học ra trễ 12 giờ là chừa đồ ăn lại cho tụi nó bao nhiêu đứa, rồi nó vô nó đi ra sau nó ăn khỏi phải ngại. Sinh viên ăn cũng đông lắm, bởi vậy nói á, là sinh viên có gì đâu khó khăn cho nó ăn, sao không khó khăn, sao biết không khó khăn, khó khăn nhiều cái để khó khăn, nhưng khó khăn là đi không nổi, khó khăn là không còn khả năng lao động mới gọi là khó khăn, không có đâu. Khó khăn là mỗi người một 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 cái khó riêng người ta mới đến ăn, nhiều khi nó không nó đến ăn để tiết kiệm tiền đi học. Rồi nhiều anh nhiều chị người ta đi làm công ăn lương, người ta lại người ta ăn để người ta tiết kiệm cái phần ăn đó, người ta mua thuốc thang, người ta mua đồ dùng, người ta mua thêm tập thêm giỏ cho con người ta, đó cũng là khó khăn, đó cũng là một cái tiết kiệm đó. Cho nên là Như không có quan trọng ai bước vô bếp, Như nhìn từ đầu đến cuối rồi thấy người này không khó khăn rồi thôi đi ra đi nhường cho người khác, không có, không 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 bao giờ làm điều đó, chưa bao giờ. Sao biết tao không khó khăn?
đôi khi nhiều người làm kiểu làm ăn ngày nào ăn ngày đó đó, làm ngày nào ăn ngày đó, lỡ bữa nào ta xui đi, bữa đó ta làm ta không có tiền thì ta lại bếp mình ăn, ta đỡ tiền ăn ngày đó, thì cái đó cũng là giúp người ta gì. Chấp nhận làm là không có nghỉ, chấp nhận đi tạo phước là không có suy nghĩ, giống như đi cúng dường cho chùa mà suy nghĩ là tổn phước, mình thối tâm là mình tổn phước vậy thôi. Bởi vậy có nhiều chị á là lỡ nhà em mà lừa em nữa, nhiều khi đi giúp người cũng bị lừa vậy. Nói kệ, nói nè, sao đẹp dữ vậy, cảm ơn cảm ơn. Cũng bị lừa hoài má, nó hỏi xong lên chửi người ta lại đi thôi. Đối với mình nhiêu tiền đó nó không thành vấn đề, người ta lừa mình cũng tại ta khổ quá, mình giúp sai thì mình âm thầm mình xóa cái clip đó bỏ, để cho đừng có nhiều người vô giúp nữa, để người ta bị lầm giống mình vậy thôi, chứ không bao giờ chửi, không bao giờ điện nói tại sao lại làm như vậy với tôi, không có, không bao giờ làm vậy. Chỉ là tôi giúp người nào sai mà bà con phát hiện là rồi vậy thôi, tôi xóa, tôi không cho nhiều người đến giúp nữa, để tránh bị lầm giống tôi. Cô chú kiếm con á.